Tiểu đội đã tập hợp thôi chứ Uy. Tốt lắm sát. Được rồi, đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Các cậu nghe rồi đấy, di chuyển nhanh lên. Bushy, mày trông sung sức đấy. Các bạn làm tốt lắm. Hoành tráng ghê. Ôi, tôi nôn nóng quá. Greg, đi lối này nào. Flynn, bắt lấy. Nhanh lên mình ơi. Ừ, hai tay tôi mỏi như cả rồi. Vậy hả, còn tôi thì rớt luôn cả lưng ra đây này. Ê, cậu đang làm gì đấy? Giám sát. Được rồi, tiếp tục đi nào. Tránh đường ra nào chàng cowboy. Jesse, không đến nỗi nào nhỉ, nhìn thử xem. Mọi người cứ cuốn cả lên. Tôi đã nói nó trông sẽ rất đẹp mà. Buzz, nãy giờ cậu biến đi đâu vậy? Xin lỗi quý đi, tớ đã thức suốt đêm để làm một vài thứ. Chao ơi, tay nghề chất lượng cao có khác. Ôi, có gì ghê gớm đâu. Chỉ là quét sơn bóng lên một tấm Vagoform được đúc từ khuôn polycarbonate thôi mà. Ít ra tấm biển của chúng ta cũng phát sáng. Hay thật. Thật là một trách nhiệm nặng nề khi làm câu chuyện đồ chơi 3. Để mang những nhân vật đồ chơi trở lại, mọi người đã phải chờ đợi một thời gian dài để xem phần tiếp theo của câu chuyện đồ chơi. Những món đồ chơi gắn liền một thời với Andy đang chuẩn bị cho một kết thúc. Và tương lai của những món đồ chơi này hoàn toàn là không chắc. Hold on, this is no time to be hysterical. It's the perfect time to be hysterical. Should we be hysterical? Come on, let's see how much we're going for, Andy. Andy định giữ chúng trên gác xếp. Nhưng từ sai lầm này đến sai lầm khác, những món đồ chơi không may bị ném vào thùng rác. Và họ đã đến Sunnyside, một trung tâm chăm sóc ban ngày. New toys! Và ngay lúc đó, có một con gấu tích tiên màu dâu tươi tên là Lotso Huggy xuất hiện. But please call me Lotso. Welcome to Sunnyside, folks. Ông ta là đồ chơi của Ned Beatty. Tôi nghĩ ông ấy là người tình cảm vì ông ấy thích ôm. First thing you gotta know about me, I'm a hugger. Lotso dẫn họ đi tham quan và tạo cho họ cảm giác giống như ở nhà, và họ đã gặp gỡ rất nhiều nhân vật mới. Đây là chàng ninja bị hư Twitch. Spark là robot đời cũ. Cô nàng bạch tuộc Shrek dùng tiếng bởi Whoopi Goldberg. Oh, please. Mr. Pricklepan là một diễn viên mang hơi thở của câu chuyện Shakespeare, một con diếm mặc đồ diễn. Mr. Pricklepan, cậu ấy lúc nào cũng diễn. Một cách nghiêm túc. Well, excuse me. I'm trying to stay in character. We have Buttercup. Chúng tôi có kỳ lân Buttercup do Jeff Garlin đồng diễn. My name's Buttercup. You've met Baron von Schuch. Thấy giọng của tôi trong vai một chú kỳ lân thực sự rất lạ. Chúng tôi có một con búp bê tên Dolly do Bernard Hawk đồng diễn. Woody. Really? You're gonna stick with that. Và cũng là ông bà sừng Trixie. Hello, I'm Trixie. Do Kristen Stark đồng diễn. Trixie là một nàng khủng long đáng ngưỡng mộ. Cô ấy thích chơi game. Who's Velocistar 237? Oh, that's just a dinosaur toy down the street. That's nothing. Let me just take care of that. Just a dinosaur. Và cuối cùng, down in a jiff, Lotso. Ken trong câu chuyện Ken for Bobby. So, who's ready for Ken's dream tour? Và sau đó chúng tôi nghĩ ra một ý tưởng có thể Ken chưa từng gặp Bobby trước đó. Folks, if you want to step right this way. Hi, I'm Ken. Barbie, have we ever met? I would have remembered. Ken là một nhân vật hài hước vì cậu ta giống như một thứ đồ trang sức. Và cậu ấy cảm thấy như thế nào về điều đó? Và quan trọng hơn là Ken được lồng tiếng bởi một diễn viên hài kỳ cựu như Michael Keaton. Tôi thích anh chàng này. Cậu ta không phải là một thứ đồ trang sức. Tôi nghĩ mọi người đã cố tạo ra cậu ấy như một thứ trang sức, và tôi lại cố gắng hết sức để chứng tỏ Ken không phải như vậy. Folks, if I can share, here at Sunnyside, we've got, well, just about anything a toy could ask. Chúng tôi luôn biết rằng những món đồ chơi sẽ nghĩ đây là điều không tưởng. Rằng những đứa trẻ sẽ không bao giờ lớn lên, chúng chỉ cần thay đồ chơi mỗi năm thôi. Nhưng họ nhận ra mọi thứ không hoàn toàn màu hồng như họ nghĩ. Chúng nhận ra rằng thật là sai lầm. Và đó là nơi cuộc phiêu lưu bắt đầu.
Tôi luôn quên rằng các bộ phim của Pixar có ảnh hưởng như thế nào. Buộc bạn phải cuốn vào câu chuyện của phim. Không chỉ kỹ thuật bên ngoài luôn làm tôi thán phục, Pixar còn làm kinh ngạc bởi họ đặt những nhân vật giống như con người. Bộ phim với những cuộc phiêu lưu hài hước và tình cảm. Tôi không biết họ làm thế nào, nhưng họ làm cho bộ phim hồi sinh trở lại.